Thank you.
con
vì con thấy con đã giỏi hơn con chính con ngày xưa đúng không? Con đã tốt hơn chính con ngày xưa và con làm công việc này tự giác để làm gì? Để giúp bố mẹ, để làm gì? Để cảm ơn bố mẹ, thể hiện cái lòng cảm ơn của bố mẹ đối với mình. Và con tin chắc rằng là bố mẹ cũng sẽ rất là vui khi mà con làm được như thế này. Nếu như con chấp lại được các câu như thế nữa thì bài của con là hoàn hảo, con hiểu chưa? Và đây với quả châu, cô đã rất là thích thú với cái clip của quả châu như thế này, và cô mong rằng tất cả các bạn đều có thể làm được như thế này, hoặc là ra trước kinh nghiệm của quả châu thì chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa, tốt hơn nữa. Các bạn hiểu chưa? Cả lớp cho quả châu một tràng pháo tay. Rồi, tiếp theo sau là một bạn nữa. Nhiều ở nhà con có hay làm thế không? Không. Đấy bây giờ mới làm mà. Gãi đầu.
nhưng phải nói được. Thank you.
cho con nói thế nào để cho nó phù hợp cho cái ngữ cảnh tình huống đó, để đem lại niềm vui cho bố mẹ, hạnh phúc cho bố mẹ nhiều hơn nữa. Các con có đồng ý không? Có làm được không? Có làm được không? Hả? À, có vận dụng được không? Đừng có thấy là bạn làm như thế còn tôi thì không làm được, tôi ngại lắm. Nhưng tất cả những cái ngại đó không là gì nếu như chúng ta có tình yêu bố mẹ thật sự, có sự yêu thương bố mẹ thật thì chúng ta sẽ làm được hết. Các con hiểu chưa? Các con hiểu chưa? Còn nếu như mà nói là tôi biết rồi, tôi cũng yêu quý bố mẹ tôi lắm, tôi thương bố mẹ tôi lắm, nhưng để mà làm được cái đấy tôi chẳng làm được đâu, tôi chẳng làm được đâu, thế thì đấy là chưa thật. Khi mà tình yêu thật sự thì nó sẽ toát ra, thể hiện ra được bên ngoài. Nếu trong lòng chúng ta có tình yêu thật sự, các bạn hiểu chưa? Bằng hành động, bằng lời nói là chúng ta có thể thể hiện được, không ngại ngần. Còn chưa thật sự thì chúng ta đang còn ngại ngần. Các bạn hiểu chưa? Phải nói ra. Đấy. Chúng ta cứ bảo là có yêu bố mẹ này, rồi có thương bố mẹ này, bố mẹ của tôi là thế này, là thế kia. Nhưng các bạn không thể hiện ra lời nói, cũng không thể hiện ra việc làm, cũng ngồi chơi như thế, chơi bố mẹ phục vụ. Rồi chờ bố mẹ nói hoặc là mình không nói cái gì cả thì bố mẹ có biết được không? Có cảm nhận được điều đó không? Bố mẹ có cảm nhận được cái tình yêu của các con dành cho bố mẹ không? Không, nếu chúng ta không làm, không nói, nên chúng ta kết hợp với làm và đồng thời chúng ta phải kết hợp với nói để thể hiện rằng tình cảm của mình bất cứ ở đâu đó phải rõ ràng, phải thẳng thắn như thế đối với chính bản thân mình, không có việc gì là ngại ngần cả. Các con hiểu chưa? Chúng ta tinh hoa và tinh hoa như thế. Bảo không được trêu bạn nữa. Con trêu là con không nói không bên con của con đâu. Các bạn xử lý con là con phải chịu đấy. Ngồi yên để cho bạn và các chú chú ý tập trung thế, không có chọc bạn cái gì. Nhớ chú ý nào. Đấy. Tiếp theo. Đây là bạn ra bạn. Cảm xúc của mình và cảm xúc của bố mẹ nếu có
nếu thấy cảm xúc của bố mẹ có vui không, hay là bố mẹ như thế nào, cô ủng hộ việc làm của mình không, có thích thú hay không, chúng ta cũng có thể nói về cảm xúc của bố mẹ nữa, thì bài nói chúng ta sẽ hay hơn rất là nhiều. Đấy, cô cảm ơn Gia Bảo vì Gia Bảo đã có cái sự vượt qua chính mình mà trước đây Gia Bảo chưa thể làm được. Cả lớp cho Gia Bảo một tràng vào tay. Rồi. Như vậy thì cô thấy là các bạn đã làm rất là tốt. Tất cả các bạn đã làm rất là tốt. Có những bạn chưa quay cả có yếu nữa. Còn bạn có yếu nữa. Yếu gửi đấy rồi. Cô bảo cô đừng cô bảo mình còn đi. Tiến bộ và cố mong rằng
mình. Sau đó áp dụng xong các con đấy như thế nào, nâng cao cái áp dụng của mình lên. Áp dụng rồi nhưng nó không phải như thế nào nhỉ? Theo chuẩn FQCE, tất cả cái việc làm của mình, tất cả các việc làm của mình này, các con đều phải áp dụng rồi, biết làm rồi, đúng không Hương? Đúng không? Và chúng ta khi đã làm được rồi, biết cách làm rồi, chúng ta áp dụng chuẩn FQCE vào hết công việc mình làm, đúng không? Ví dụ S là gì các con nhỉ? S là gì? Cô ngồi trước, quên nhớ lại cho cô. Là gì? Chất lượng à? Ai có biết khác? Mời Hải Bình bóc lót cho bạn. Cô là S an toàn ạ. Ừ, S phải là an. An toàn, an toàn bao giờ chúng ta cũng đặt lên đầu đầu tiên, con hiểu chưa? Cô là an toàn. An toàn à? Môi trường. Ờ, đây là môi.
niêu nào chảo rồi mỡ bắn rồi bắt đũa các kiểu, nó tính toàn vào cái bếp đó làm cho cái người mà đi dọn sau ấy rất là khổ đấy. Thế thì nó có đảm bảo được cái môi trường này không các con? Không được đấy. Cho nên khi chúng ta đã làm được rồi, các con đã học rồi nhé, đa số các bạn sắp xong lớp tập này rồi và các con cũng đã hiểu thấu rồi tại sao chúng ta phải làm việc rồi, đúng không? Làm việc ở đây không phải là chúng ta phục vụ ai hết, chúng ta không có thể làm được gì hết. Khi làm việc mà đây chúng ta làm cho chính mình để nâng cao năng lực, đúng không? Năng lực làm việc của chính mình để sau này thì chúng ta làm các công việc khác nó tốt hơn, nó thuận tiện hơn, nhanh nhẹn hơn, thì đó chính là việc của mình hiểu thấu rồi nhé. Và các con đã áp dụng được trong cuộc sống rất là tuyệt vời. Nhưng bây giờ các con thêm một lúc nữa cho cô đấy là áp dụng theo chuẩn FUCD thì tất cả các công việc các con làm bất cứ cái nhà các con xem chuẩn chưa, sạch chưa, ở đâu trong cái việc đó bạn đấy, đúng không? Đúng không? An toàn, không bị va góc. Nhiều bạn được cái gì thì sưng tay sưng chân lên, va cái đầu gối vào cái bàn rồi ngã rồi vỡ rồi thế này thế kia. Chất lượng chưa? Lau cái bàn đã sạch sẽ chưa? Hết các cái góc tối của cái bàn đó. Hay là nhìn nghiêng cái bàn thì nó đã sạch thẳng chưa? Hay là mới lau ra cái tối của nó rất nhơ mà nó đọng lại ở đó, nó lên ở đấy nó vẫn đang còn, đúng không? Ta phải làm như thế nào để cho nó chất lượng, chi phí, đúng không? Chi phí đó là gì? Cái rẻ lau ấy, đúng không? Cái rẻ lau chúng ta lau một lần chúng ta vứt đi hay là lau thì chúng ta có thể dùng lại được như thế nào? Thời gian lau rồi môi trường đấy. Ví dụ có rất nhiều người các con này bảo là anh lau cho tôi cái bàn này mới, đến giám đốc thử anh lau cho tôi cái bàn này, thế thì lấy cái rẻ rất sạch của giám đốc, rồi cái rẻ rất là sạch. Cho trên bàn này có lấm tấm các cái bụi bẩn rồi các cái rất nhỏ ở trên bàn, thì người đó lau như thế này, vứt trời ơi sạch tinh cái bàn luôn, lau đi lau lại sạch tinh cái bàn luôn. Thế bé nó mong như này là chất lượng chưa? Chưa. Vì sao? Vì vứt. Vì sao? Nào em mời anh Khoa. Dạ lúc cô là người ta vớ thì người ta phải lấy cái tay để giữ lại, không thì cái rớt cái đét nó bay xuống như đất. Đúng rồi, xách cái bàn nhưng mà cái nhà lại bẩn, cho nên khi mà lau bàn để chuẩn chất lượng thì người ta phải như thế nào? Lau gom chọn cái rác đó lại, gom cái rác lại một chỗ và chúng ta có thể lấy hấp vào trong một cái đựng rác, đúng không? Cái gì đó đựng rác để cho nó không vương rác ở ra bàn, đúng không? Đấy, thì lau nhẹ nhàng như thế thì đó mới là chất lượng, đúng không các con? Đó mới là chất lượng. Cái bàn của chúng ta lúc nào cũng sạch. Thế mà các con chuẩn FQCD được rồi cho chính bản thân mình rồi thì các con đi đâu các con đều nhìn thấy, các con đều đánh giá được và các con sẽ chuẩn được chính bản thân con và chuẩn được người khác. Ta đi ra ngoài thì ta biết được. Đấy. Thế thì ứng dụng vào đó để các con làm tốt hơn các công việc. Và cô hy vọng rằng hôm nay là có tất cả 8 bạn, đúng không? Đã có video quay lên mà được 8 bạn. 1, 2, con chưa có video ngày hôm nay. Con sẽ có hôm sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ồ vậy, tập hiếu đó là 8 bạn. 8 bạn đã có video như thế thì cô mong rằng đến hôm sau chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa. Và 100% các bạn đều có video mỗi tuần và các con luyện nói giống chị Bảo Châu ấy. Cô rất thích cái phần luyện nói của chị Bảo Châu bởi vì nói rõ ràng, rành rọt và trôi chảy từ đầu đến cuối, và Bảo Châu nâng cao chất lượng một chút nữa cho cô nhá. Như thế giới thiệu sau đó có kết thúc, nhớ chưa? Có giới thiệu và có kết thúc, đó là cảm xúc của chính mình giống như một bài văn vậy đấy. Chúng ta bao giờ thế đều có phần giới thiệu là mở bài, sau đó thân bài là nội dung, và có kết thúc đó là cảm nghĩ, cảm xúc, đúng không, của mình. Thế thì các con nói theo như thế thì sau này các con đi bất cứ ở đâu các con đều tự tin, các con làm được việc và các con nói được, các con hiểu chưa? Đấy. Và bây giờ cô muốn các con tiếp tục có phần luyện nói.
mình để các con nói tốt hơn. Và luyện nói hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần nói, đó là thức trình về môi trường. Môi trường ở đây là gì? Môi trường sạch sẽ, đẹp đẽ trong chính gia đình nhà chúng con. Thì chúng ta con có thể nêu lên cái tại sao mà mình lại nên giữ cái không gian trong gia đình nhà mình sạch sẽ, đúng không? Gọn gàng và giữ như thế để làm gì? Nó có tác dụng gì đối với mỗi con người trong gia đình chúng ta và cảm xúc của chúng ta khi mà có cái môi trường sạch sẽ, đẹp đẽ trong gia đình. Mỗi khi chúng ta đi học về, mỗi học là chúng ta đi làm về, mà cái gia đình thì chúng ta sạch sẽ, ngăn nắp thì chúng ta sẽ có cảm xúc như thế nào? Đấy, các con thử nghĩ ngợi và có thể lên thức trình được cho cô theo cái tình huống như thế. Đấy, đó là gì? Tại sao? Hay là vì sao cũng được nhá. Vì sao chúng ta phải giữ môi trường gia đình của chúng ta xanh sạch đẹp? Đấy, chúng ta giữ như thế nào? Và chúng ta làm thế nào ấy, đúng không? Làm gì để gia đình chúng ta luôn sạch đẹp? Luôn sạch sẽ, đẹp đẽ. Và cảm xúc của chúng ta như thế nào? Đấy, cứ theo ba phần đấy thôi. Cảm xúc của mình, tức là của em hay là của con, như thế nào khi mà về đến nhà, đi đâu về đến nhà mà có cái môi trường sạch đẹp đó, hoặc là cảm xúc mà khi mà một về một ngôi nhà mà nó bừa bộn rồi nó bẩn thỉu, thì cảm xúc của chúng ta lên thế nào? Chúng ta có thể nêu bật được cảm xúc đó lên thì chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề của chúng ta. Nào, chị ra bảo đứng lên hỗ trợ cô. Những cái bạn mà đã luyện nói rất tốt rồi, bọn Châu hôm trước đã luyện nói rất tốt rồi, còn bây giờ sẽ nhường phần lại cho những bạn mà chưa được luyện nói nhiều. Đấy, là những bạn nào mà chúng ta chưa được lên luyện nói nhiều, chị Châu nhỉ? Tuần trước là đã có Lâm Trinh Lợi này, có anh Ba lên nói rồi, à, có An lên nói rồi, có Gia Bảo lên nói rồi, Hiếu lên nói rồi. Thế bây giờ ai lên nói? Con cứ quay đi, anh Thư cho nói thôi. Hả? Anh Thư, Lâm Dương. Em sơ mỏi tay. Rồi. Bạn nào nữa? Văn hôm trước cũng nói rồi đúng không? Thanh Văn nói rồi. Và Thanh Văn có tiến bộ hơn cái phần bài nói của mình đấy. Con sơ mỏi tay cả mấy phần nó vừa. Đấy. Cô biết con là nói tốt rồi, cho nên sẽ nhiều người các bạn là nói chưa tốt. Nào, con sẽ nói cuối cùng giúp cô nhé, con chốt lại giúp cô nhé. Còn bây giờ cô sẽ mời anh Thư lên nói trước. Mời anh Thư. Rồi, phong cách nhé. Đầu tiên là phong cách nhé. Hôm nay tôi sẽ mời các bạn sau này. Anh Thư. Ai nữa? Lam Dương. Lam Dương. Tại sao không? Cái phòng đấy băng đèn á. Duy Lợi đang giơ tay đây này. Nhiều bạn đang giơ tay đây này. Đấy, nhiều bạn, xin lỗi các Phú Lợi. Đấy, rất là nhiều bạn Hải Bình đang đang giơ tay lên. Bảo Hân. Bảo Hân nói là nắp kém. Nói ở ngoài thì rất tốt, nhưng mà vào đến nói là nắp kém. Thì chúng ta phải lưu ý nhá, không nắp. Rồi, mày con lên thì bao giờ mình cũng phải làm gì đó con nhỉ? Quay xong. Sới, chào cô giáo, giới thiệu. Chào các bạn. Con xin chào cô. Đây là đứng ngay ngắn. Nằm đứng ngay ngắn. Chào. Chào các bạn. Mạnh dạn lên. Em tên là Nguyễn Anh. Thư. To lên không? Mạnh dạn lên không? Đấy, như này các chị vẫn nói đấy nhá. Các chị nhiều người chưa nói được giống con đâu. Nào. Rồi. Con là Nguyễn Anh. Con nói lại đi, con là Nguyễn Thư.
Hôm nay con lên lớp. Hôm nay con sẽ xuất trình. Con sẽ thuyết trình về bảo vệ môi trường trong gia đình nhà mình. Trong gia đình nhà mình. Ừ. Đấy. Thế bây giờ sao? Con suy nghĩ về câu hỏi tại sao? Đúng. Và mình phải giữ gìn môi trường gia đình nhà mình sạch nhỉ? Chúng ta nên giữ môi trường gia đình chúng ta sạch, đẹp để đem lại hạnh phúc cho mọi người. Ừ. Rồi, gì nữa nhỉ? Cho cảm xúc, đúng không? Cảm xúc của em ừ. Ừ, suy làm, khi làm việc đúng không? Làm được nhiều việc, rồi gì nữa nhờ? Em sẽ làm gì để cho cái môi trường gia đình nhà em càng ngày càng sạch sẽ, đẹp đẽ? Chúng ta
xanh. Trang trí trong ngôi nhà. Trang trí trong ngôi nhà. Thêm xanh sạch đẹp hơn. Quét dọn nhà cửa. Quét dọn nhà cửa. Sắp xếp. Hàng ngày mà sắp xếp đồ dùng cho gọn gàng. Khi mà ở trong ngôi nhà như thế. Khi mà ở trong ngôi nhà như thế thì cảm thấy rất là vui và có tràn đầy năng lượng. Để cho ngày tiếp theo. À. Dần dần trong những buổi tiếp theo, đúng không? Phát triển tốt hơn đấy, ngôn ngữ hay hơn, dùng tất cả những ngôn ngữ mà chúng ta đã được học tới, đúng không? Chả là tốt hơn, rất tuyệt vời, xin mời con về chỗ. Rồi, đấy có thế thôi. Thế buổi học hôm nay chúng ta sợ là xong phần 10 giờ mất rồi. Thế thì chúng ta sẽ dành luyện nói cho những buổi hôm sau, và Nam Dương sẽ chuẩn bị cho mình buổi luyện nói tiếp theo. Và luyện nói tiếp theo là chúng ta cũng sẽ nói về môi trường, nhưng chúng ta sẽ nói về cách rộng hơn ở ngoài, bên ngoài môi trường của chúng ta, đúng không? Đấy, tiếp sau là chúng ta vẫn nói về môi trường đấy, đấy, nhưng không ở trong gia đình nữa mà nó ở bên bên ngoài, và nó vẫn theo cái mô típ này thôi. Tại sao chúng ta phải giữ gìn môi trường và chúng ta làm gì để giữ gìn môi trường sạch đẹp và cảm xúc của chúng ta khi đến một cái nơi nào đó, công viên, bệnh viện hay là cơ quan hay là trường học mà nó sạch sẽ, chúng ta cảm xúc như thế nào? Khác với cái cảm xúc mà thấy ở chỗ nào cũng có rác, bẩn thỉu, đúng không? Thì chúng ta nói rõ hơn. Đấy, đấy là đề bài của chúng ta, cũng phần luyện nói hôm sau Lâm Dương chuẩn bị nhá. Để Lâm Dương có tinh thần và luyện nói tiếp theo của cái bài hôm sau. Đấy. Mình sẽ bảo vệ môi trường như thế nào nữa. Rồi, thế thì để mở rộng hơn, để các con có thể nói tốt hơn trong cái phần sau nữa, thì chúng ta sẽ tiếp tục sang một nội dung khác, đó là mở rộng vốn vốn từ. Đấy, khi các con nói thì các con vẫn đang ở ấp úng, các con vẫn chưa tìm được cái từ ngữ thích hợp để mà diễn giải cho những cái suy nghĩ của mình, đúng không? Thế nên chúng ta phải mở rộng vốn từ nhiều lên, học từ ngữ nhiều lên, đọc sách nhiều lên, để chúng ta có những cái ngôn ngữ để mà chúng ta khi cần sử dụng cái là nó ở trong não của chúng ta, trong đầu chúng ta nó cần sang ngay được. Đấy, trôi chảy rõ ràng. Và bây giờ chúng ta sẽ làm phần tiếp theo, đó là phần quán triệt tri thức tiếng Việt, hỗ trợ trong cái phần luyện nói luyện viết của chúng ta. Nào mời các con lấy vở ra. Nam Dương, thao tác nhanh lên con. Thứ
và xung xung quanh đấy. Chủ đề môi trường thì đương nhiên là cái điều đầu tiên mà mọi người đều mong muốn đối với môi trường thì nó phải như thế nào nhỉ? Từ thứ gì mà chúng ta mong muốn nhất khi bước ra một môi trường hay là ở trong gia đình nhà chúng mình cần phải có cái môi trường như thế thì đó là gì? Mời con anh thử. Chính xác rồi. Đi đến đâu, làm gì, ở nhà hay bước ra ngoài đường, đến công ty, đến trường học, bất cứ ở đâu chúng ta đều mong muốn có một môi trường như thế nào? Sạch, sạch sẽ. Tiếp, mỗi bạn sẽ nói một từ nhé. Cô yêu cầu nói từ dưới, nói lên. Rồi, mời anh Khoa. Xanh, xinh đẹp à? Xanh gì? Xanh đẹp à? Xanh đúng không? Xanh mát. Xanh gì? Đúng không? Xanh gì? Xanh mát. Rồi. Tiếp, con. Con thưa cô là xanh, xanh đẹp à? Xanh, xanh. Đẹp. Xanh đẹp. Xanh. Con không ghi thì không xong được bài đâu con ạ. Cố gắng lên, nhanh lên. Nói đến đâu là mấy đó. Xếp đặt đồ gì đó. Gọn. Gọn là. Đó. Có thể dài hơn nữa, cũng có thể viết được một câu, có thể dài đến 3-4 dòng cũng có thể viết được. 500 sao con lại nghĩ thế? Nếu một câu mà dài 500 trang thì có phải là một câu đúng không? Các con nói những cái mà chúng ta không thực hiện được, nó không có là ý tưởng gì hết. Nói những cái mà chúng ta không thể làm được thì chúng ta nói làm gì? Hoàn toàn sáo rỗng. Chúng ta nên thực tế một chút đi. Đừng nói như thế, mất thời gian, mất công sức. Một cái sự lãng phí vô hình mà chúng ta không nhìn thấy đã là lãng phí về thời gian, lãng phí về công sức. Vì người khác phải trả lời, mình phải hỏi, người khác phải trả lời, người khác phải giải thích, rất lãng phí. Đó, cắt giảm lãng phí là chúng ta lãng phí như thế đấy. Tiếp tục. Đấy, đây là những cái chúng ta có thể làm cho môi trường xanh sạch đẹp hơn. Ngoài ra, để chất lượng của gia đình chúng ta tốt hơn nữa, thì ngoài cái việc mà chúng ta dọn dẹp nhà cửa này đúng không, sắp xếp đồ dùng này, lau dọn thường xuyên này để cho sạch sẽ đẹp đẽ, rồi trồng thêm cây xanh vào này, thì chúng ta còn một cách nữa đối các con nhận biết để làm cho cái môi trường của gia đình nhà mình thêm hạnh phúc hơn, thêm tươi vui hơn. Đó là gì? Có một cái nữa, một chút chút thôi thì cũng làm cho gia đình nhà chúng ta thay đổi cái không khí của mỗi người và đem lại niềm vui rồi. Tuệ vẫn làm được riêng. Đấy, lớp trưởng lớp phó không nên để cô giáo nhắc nhiều lên ở trong một buổi học. Cô lớp phó là cô. Ai cũng thế. Con ấy thì con nói tự do trong lớp, con bảo như thế tức là con đang nói tự do trong lớp. Lại tiếp tục nói, con không được làm như thế nữa, lại lãng phí của cô giáo, lãng phí thời gian của lớp học. Nào, ai cho cô giáo biết nào, chúng ta còn có một thêm một chút chút nữa thôi, chúng ta chỉ mất một tí thời gian thôi, nhưng mà làm cho cái không khí gia đình chúng ta nó tươi vui hơn, nó hạnh phúc hơn, nó như thế nào nhỉ? Sự thay đổi không khí trong mỗi cái gia đình mình tốt hơn nữa. Ai biết? Ai nghĩ ra? Ai biết? Mấy anh ba? Dạ, lúc cô nấu ăn đi. Nấu
giữ gìn môi trường đâu, và làm cho cái môi trường, cái không khí trong gia đình chúng mình sẽ tươi vui, hạnh phúc hơn không? Mời con. Con thưa cô là thường xuyên mở cửa sổ để hít mở cửa sổ thì đương nhiên khi về nhà là chúng ta phải mở cửa sổ đúng không? Có gia đình mở nhưng có gia đình không mở được, bởi vì ở ngoài nó khói, nó bụi, nó không mở được. Nhưng có những cái gia đình mở được và chúng ta thường xuyên làm cái việc đó. Mời con. Thêm một bài chiếc lá.
ta thêm tươi mới hơn mỗi ngày, hạnh phúc hơn mỗi ngày, tươi mới hơn mỗi ngày. Mấy cái bạn này rất mất trật tự, ở trong lớp rất lạ luôn, là thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm, rất là lạ. Không có cái trật tự gì hết. Này biết xong rồi, còn chị kia vẫn chưa biết xong, vẫn ngồi đấy. Đa số các bạn biết rồi. Để đi. Đứng dậy nhắc giúp vào các lớp giúp hai anh chị. Mình phải đi đôi khi phải kiểm tra các bạn ấy xem các bạn ấy làm như thế nào. Tay chân mọ nguậy, ngồi làm riêng.